đoán án kỳ quan. Trong triều đình có một vị quan tên là Thạch Phát, làm quan tới chức Tư Mã. Ông đã có công dẹp quân Miêu ở Quý Châu. Khi ông còn làm chức quan bố chính, trong các bữa tiệc thường có các vị phu nhân của các quan đồng liêu tới dự. Người ta đều quần là áo lượt, trang sức đeo người đầy. Còn phu nhân của ông chỉ quần nâu áo vải, bà có vẻ không vui. Khi về, Thạch bố chính mới hỏi: "Hôm nay tôi dự tiệc, bà ngồi ở vị thứ mấy?" "Tôi được ngồi ở vị thứ nhất. Chỉ vì tôi không tham ô cho nên bà được xếp vào vị trí thứ ấy. Nếu tôi đòi tiền thì e rằng vị thứ nhất bà cũng chẳng được ngồi đâu." Quả thật ông là người thanh liêm, ai ngờ ông cũng là người giải quyết công việc sáng suốt. Chuyện kể rằng ở huyện Hiệp Giang, phủ Lâm Giang, ở Giang Tây, có một người tên là Bách Mậu, hiệu là Thanh Giang, làm thư lại của bản huyện. Ông là một người luôn luôn làm đúng với bổn phận của mình, không bao giờ lợi dụng công việc để lộng hành, che mắt quan trên, làm những điều xấu xa, chỉ kiếm chút tiền theo phận sự để sống. Chỉ lấy tiền công sao chép và đi đưa giấy tờ tốt ra thì uống vài ba chén rượu là xong. Mọi người bàn về việc công, còn ông chỉ thích rượu. Chẳng biết trong công đường có bao nhiêu người, cũng chẳng biết kẻ nào là ác độc. Khi ở nhà thì cơm có thể thiếu, nhưng rượu thì không sao thiếu được. Uống rượu say là nghêu ngao hát, hết kêu người này lại gọi người kia. Khi ngủ thì nằm vật nằm vạ, chẳng quản đầu giường hay cuối giường. Lúc tỉnh dậy bà đâu ngồi đấy, chẳng quản gì đến bàn ghế hay nền đất. Đến năm 40 tuổi thì nghiện rượu, ngay như khi gặp quan cũng phải uống một chén, nói là để thêm can đảm. Người ta mời uống rượu thì uống đến mềm môi, đi ngật ngà ngật ngưỡng. 10 lần thì 9 lần phải dìu về, có khi còn nôn thốc nôn tháo. Nhiều cũng say mà ít cũng say, không say cũng muốn uống mà say rồi cũng muốn uống. Người ta thường gọi ông ta là gã nát rượu. Ông lấy một người vào họ Lam, tuy không uống rượu nhưng cũng không kém cạnh. Chưa đến chính ngọ thì bà ta chưa chải đầu, có khi còn chờ đến ngày mai mới chải một thể. Mặt trời chưa lên cao thì chưa dậy, có khi mặt trời mới đứng bóng thì mới dậy cơ. Giày cũng thường xỏ trái, quần áo lúc nào cũng nhơ nhớp cáu bẩn. Một lạng gai xe tới 20 ngày, một tấm vải dệt tới hơn một tháng. Cũng mừng là hai người chẳng chê nhau, họ sinh được một bụt con gái, đặt tên là Ái Thư. Là người rất xinh đẹp và hay làm dáng, đúng là lông mày nàng như dãy núi sau mưa, thân mảnh mai như gió đưa nhành liễu, trán nàng sáng như hoa mai trên tuyết, má nàng hồng như đào nở trong sương. Nàng thuộc loại đẹp nhất nhì trong vùng, chỉ có điều vì cha mẹ mà chịu liên lụy, ai cũng bảo rằng đó là con của gã nát rượu, chẳng có người nào nhòm ngó tới. Năm tháng cứ dần trôi thoát cái, nàng đã 18 tuổi. Lúc nào nàng cũng giận hương oán phấn, khóc nguyệt thương hoa. Có người anh họ tên là Tử Minh, là một tài chủ mới phất lên, tuổi chừng 26-27, người trông cũng được, song rất hiếu sắc. Tất cả những người hầu hạ không kể đẹp, xấu, hắn đều không buông tha cả. Khi còn nhỏ thấy em họ xinh xắn, hắn đã mê tít rồi. Vì định kiện hai chủ nợ họ Tô nên hắn muốn Bách Thanh Giang viết đơn kiện giúp. Đến nhà hắn mới hỏi: "Cậu có nhà không?" Khi ấy Bách Thanh Giang đã đến nha môn, làm thị vẫn chưa dậy. Ái Thư thấy thế bước ra đáp: "Dạ không có đâu ạ." Làm thị đang ở trên lầu, nghe thấy tiếng Tử Minh nói vọng xuống lấy lòng: "Ái Thư mời anh vào nhà đi con, mẹ xuống ngay đây." Ái Thư mới mời Tử Minh vào nhà rồi đi pha trà. Làm thị dậy vẫn cứ ngồi trên giường bó chân, mặc quần áo, rồi lại tới soi gương chải đầu. Dưới này Ái Thư đã mang trà tới. Tử Minh mới đặt chén trà lên bàn, hai tay chống lên đầu gối, ngây người ra nhìn Ái Thư nói: "Em Ái ơi, anh nhớ hình như năm nay em đã 18 tuổi rồi." "Dạ vâng ạ." "Em vẫn chưa cho anh uống trà đấy." Tử Minh nói: "Chị em 18 tuổi đã có con rồi." "Anh đã có hai con rồi à?" Ái Thư nói. "Lại còn một đứa đang trong bụng chị nữa đấy." Tử Minh nói. "Như thế là ba đứa cả thảy." "Thế chị ấy có đẹp không?" Tử Minh cố ý ghé sát đầu vào Ái Thư rồi nói: "Xấu lắm, không bằng cái móng tay của em đâu. Sau này anh còn phải lấy hai người vợ kế nữa." Đang nói thì Lam Thị xuống lầu hỏi:
Có phải đến về việc kiện cáo không? Dạ cháu uống trà rồi đi ngay đây. Ngày mai tôi bảo cậu đến gặp cháu, Lam Thị nói. Dạ không cần đâu, ngày mai cháu đến. Quả nhiên từ ngày hôm sau đó, Từ Minh đến. Vào nhà thấy Ái Thư ngồi một mình, đang nghĩ ngợi điều gì. Hắn nhẹ nhẹ đặt tay lên vai cô rồi nói. Cậu có nhà không? Ái Thư giật mình đứng dậy nói. Bố em đi rồi, hôm qua em đã bảo bố em chờ anh, chắc ông uống say lại quên rồi. Thế cô vẫn chưa dậy à? Dạ chưa, thế để em đi gọi. Thôi đừng đánh thức cô dậy. Thế rồi anh ta kéo Ái Thư ngồi xuống. Sao lại thế này? Ái Thư nói. Anh em ngại gì? Rồi lại kéo tay cô nói. Đôi tay em như búp măng, không đeo xuyến đeo nhẫn gì à? Nhà em nghèo lắm, lấy đâu ra những thứ ấy? Anh sẽ làm mối cho em một người, để em được đeo vàng đeo bạc. Lúc đó em phải tạ ơn anh thế nào đây? Họ ngượng ngùng sán vào nhau hồi lâu. Rồi Tứ Minh giật lấy chiếc túi hương liệu trên người Ái Thư nói. Cái này để tạ ơn anh nhé. Rồi hắn đứng dậy ra về và còn nói. Ngày mai anh lại đến. Ái Thư từ ngày bị hắn bám giết cũng thấy rung động. Hàng ngày Bách Thanh Giang vẫn đến nha môn tìm rượu uống. Lam Thị không muốn dậy sớm, còn Tứ Minh vào kiếm cớ nhờ việc kiện cáo, ngày nào cũng lân la tới như vào chỗ không người. Hôm sau hắn đến mang một chiếc châm vàng và hai chiếc nhẫn vàng rồi nói. Anh trả em chiếc túi hương liệu hôm qua này. Cái gì đấy? Ái Thư hỏi. Anh nói đi. Ái Thư thích quá cầm lấy ngay. Thì Từ Minh nói. Em ơi, anh có chuyện muốn nói với em. Cậu là người nát rượu, không biết để ý đến việc chồng con của em, khiến em lỡ cả tuổi xuân. Còn chị thì em cũng biết rồi đấy, đã xấu lại ốm đau. Nhà anh thiếu một người đảm đang như em. Chúng mình là anh em thì còn chờ đợi gì nữa? Việc này còn tùy vào cha mẹ. Chỉ cốt nhất là em bằng lòng, thì sợ gì cha mẹ không bằng lòng. Thế rồi Tử Minh bế Ái Thư ngồi vào lòng, cúi sát vào mặt Ái Thư nói. Này em yêu, hình như con người, tính cách và việc nhà đều xứng đáng với em. Nếu như cậu cứ nát rượu như thế, sẽ chẳng tìm ra người tốt đâu. Nhưng mà anh em không thể lấy nhau được, Ái Thư nói. Rất nhiều, Tử Minh nói. Công khai lấy nhau rất nhiều, mà ngấm ngầm lấy nhau cũng rất nhiều. Đừng có nói càn, Ái Thư cười nói rồi đẩy Tử Minh ra, đứng dậy. Lúc ấy đã thấy Lam Thị tỉnh giấc, gọi lấy nước rửa mặt. Tử Minh bỏ đi. Từ đó họ thường xuyên đi lại với nhau, quyến luyến chẳng muốn rời nhau. Ngọn lửa tình duyên bùng cháy. Một hôm nhân lúc vắng người, Tử Minh ôm chầm lấy Ái Thư rồi nói. Anh không chờ được nữa. Không được, Ái Thư nói. Nếu ta cứ làm bừa thì làm sao mà lấy chồng được. Thì lấy anh. Nhưng mà chưa bàn bạc xong. Chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi còn gì, Tử Minh nói. Ái Thư khăng khăng không chịu. Tử Minh bèn quỳ xuống nói. Em yêu ơi, ngay từ hồi còn bé anh đã yêu em, và đến nay anh vẫn yêu em. Hãy thương anh, em hãy thương anh đi. Anh đang làm phiền em, mẹ em mà nghe thấy thì chết. Anh đang muốn cho bà nghe thấy. Nghe thấy còn tốt hơn nhờ người làm mối. Việc đã rồi, sợ gì bà không bằng lòng. Ái Thư mới gắng sức đẩy ra, xong không sao đẩy được. Khi thấy Tử Minh khẩn thiết cầu xin, vừa mới lơi tay đã bị Tử Minh đè xuống đặt lên ghế. Ái Thư mới giở mẹ biết, cứ gỡ tay hắn ra, không cho Tử Minh giở trò quỷ quái, rồi nói. Anh hãy tha cho em, chờ sau này hãy hay. Trước hay sau thì cũng thế, càng sớm càng tuyệt vời, Tử Minh nói. Thế thì ngượng chết, còn mặt mũi gì nữa. Ái Thư tuy nói thế nhưng vẫn nghe theo. Sớm một chút, Ái Thư hoảng sợ, muốn chạy ra lại sợ người khác biết được nên không dám lên tiếng. Thì Tử Minh nói. Vì em không chịu khiến anh vội vã, bây giờ cứ để anh tự nhiên sẽ không đau đâu. Ái Thư đành để cho Tử Minh thử một lần nữa. Thân liễu nhẹ bay, đôi mắt lim dim, miệng riêng khe khẽ, tình sao kể xiết. Tử Minh cũng chỉ muốn làm qua như thế, chứ không định tận hưởng hết thú vui. Ái Thư cảm thấy vô cùng phiền não,
một màu hồng tươi loang trên áo. Đúng là oanh vàng dầu trên cao, lung lay cánh hồng rụng. Đáng tiếc xuân giang dở mà hoa đã tàn phai. Phàm là con người, chỉ trong chốc lát mà mắc phải sai lầm. Một phút không kiên định thì cái ý niệm giữa gái trinh và dâm phụ chính là chỗ then chốt này đây. Nếu lỡ bước thì sau này càng cứu vãn càng sai, và hẳn sẽ càng gây thêm rắc rối. Từ đó trước lạ sau quen, hai người dần dần cứ dấn sâu vào cõi thú vui. Lung cao hứng lên thì bất giác bật ra đôi ba tiếng cười, và không sao giữ kín được. Rồi Lam Thị đã thấy nghi. Một hôm nghe thấy tiếng chiếc ghế che kêu cót két, vội vàng tới cửa lầu nhìn thì thấy Ái Thư ngồi trên ghế. Tử Minh đứng đó, đặt hai đùi Ái Thư gác lên vai. Hai tay Ái Thư ôm chầm lấy cổ Tử Minh, dưới thì động đậy, trên thì hôn hít. Lam Thị bèn chạy xuống. Hai người thấy động, vội buông nhau ra. Lam Thị đã đến ngay trước mặt, định đánh Ái Thư thì Tử Minh nói: "Cô ơi, cô đừng có làm ầm lên. Nếu chuyện vỡ lỡ thì cô cũng chẳng ra gì. Chúng con đã hứa hẹn với nhau, con sẽ cưới Ái Thư về làm thiếp. Song có điều rất khó nói. Nay cô đã biết thì mong cô hãy thu xếp việc này. Con gái 18-19 tuổi mà vẫn còn giữ ở nhà, như thế là không nên." Ái Thư lại là con một, Lam Thị không nỡ làm nó dày già, hàng ngày lại rất xu phụng Tử Minh. Bỗng trông nổi bực tức rồi tiêu tan, chỉ nói vài câu cho qua chuyện: "Chúng mày đừng có làm như thế nữa, làm thế thì ta còn mặt mũi nào? Ông say mà biết được thì làm thế nào?" Rồi bà cứ thở dài thườn thượt. Tử Minh mới khe khẽ nói: "Cháu hoàn toàn nhờ cô che chở và sắp đặt cho." Hôm ấy Ái Thư cứ phải lẩn trốn, không dám gặp mặt mẹ. Ngày hôm sau, Tử Minh mang tới vài chục lạng đồ trang sức đưa cho Lam Thị, mong bà che giấu cho. Lam Thị không nhận, Tử Minh cứ van nài mãi bà mới nhận rồi nói: "Khi ông say không rượu thì ông ấy rất cố chấp. Nói chưa chắc ông đã nghe đâu, mà khi đã rượu vào, say càng khó nói. Ông ấy đã cân nhắc đi cân nhắc lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đã quyết định gả cho lão Đại. Nếu nói làm vợ lẽ cháu thì ông ấy sợ người ta chê cười và nhất định không chịu gả. Có điều bây giờ chúng mày đã để xảy ra việc này thì ta vẫn cứ để cho chúng mày ngấm ngầm đi lại với nhau." Rồi ba người thỏa thuận để che mắt Bách Thang Giang. Cháu cô cháu cậu xưa nay đi lại với nhau chẳng ai để ý tới làm gì. Vì thế hai đứa cứ tự nhiên lên lầu hành sự, Lam Thị ở dưới trông chừng. Ngày qua tháng lại đã được hơn nửa năm. Lam Thị biết con mình đã hư hỏng, sợ rằng lời ra tiếng vào sẽ khiến cho các bà mối kiếm cớ thoái thác. Song Bách Thanh Giang chẳng hay biết gì rồi mới nói: "Trai to thì đi làm vợ, mà gái lớn thì đi gả chồng. Cớ sao bà cứ để nó ở nhà hầu hạ thế?" Nhân cơ hội ấy Lam Thị mới nói: "Cháu đằng ngoài nhà họ Từ muốn cưới nó làm vợ." Nào ngờ Bách Thanh Giang say rượu hất tung chiếc bàn nói: "Con ta mà lại gả làm vợ lẽ cho nó à? Anh em con cô con cậu còn rất gần, về luật nếu đã lấy nhau cũng phải bỏ ấy." Lam Thị và Ái Thư cứ âm thầm kêu khổ. Lại có một người thư ký của huyện tên là Giản Thắng, vợ mới chết, không cha mẹ, không con cái, cuộc sống cũng tạm ổn. Vì tới tìm Bách Thanh Giang, thấy con gái ông nên mượn người tới hỏi. Bách Thanh Giang cho rằng anh ta sống một thân một mình và lại biết giữ gìn bổn phận, bởi thế gả cho anh. Hai mẹ con Ái Thư không sao ngăn nổi nên đành phải để nhà trai dẫn lễ, chọn ngày mùng 9 tháng 3 thì cưới. Tử Minh biết tin cũng chẳng làm gì được. Một hôm Tử Minh đến thăm Ái Thư, cô bèn kéo Minh ra khu vườn nhỏ sau nhà. Hai người ngồi lên chiếc giường hồ. Ái Thư gục đầu vào lòng Tử Minh nói: "Anh hại em rồi, anh phụ lòng em. Lúc ấy em không nghe, anh cứ nải nấng đòi hứa sẽ cưới em về. Sao bây giờ anh không nói đi? Bây giờ em đã thất thân với anh thì làm sao còn đến nhà người ta được?" "Chỉ vì cha em không chịu gả," Tử Minh nói. "Người mà em lấy lại chính là Giản Thắng ở lối cửa sau nhà anh. Anh ta là người tham lam độc ác, có người vợ đẹp như hoa nhưng băn khoăn bắt nhặt đủ điều, không ngày nào là không đánh chửi nhau, sau vợ phải bỏ mạng đấy. Nay anh ta lại cưới em là vợ kế. Nhưng mà cha em nói kinh tế nhà anh ta cũng khá đấy." Ái Thư nói: "Bố em làm thư ký,
Chỉ nghe thấy bố em cạo giấy chứ có thấy bố em đếm tiền đâu, Tử Minh nói. Thấy Tử Minh nói thế, Ái Thư buồn vô hạn nói. Vừa nãy anh nói nhà anh có cửa sau, nếu như cưới xong em sẽ sang nhà anh. Nếu mất người, Tử Minh nói, Giản Thắng sẽ tới nhà em đòi người, thì em rằng sẽ liên lụy đến cha mẹ em đấy. Nếu như thế về nhà anh ta, em nói là đã mất trinh, anh ta làm to chuyện, đưa lên quan, thì anh bảo là anh cưỡng dâm. Chúng ta đã quan hệ với nhau hàng nửa năm trời, Tử Minh nói, em bảo cưỡng dâm thì lọt tai sao được. Em cứ yên tâm, nhất định anh sẽ tìm ra kế sách an toàn cả đôi đường. Thế thì anh phải mau nghĩ kế đi, nếu sự việc xảy ra anh cũng chẳng phủi tay được đâu. Tử Minh vừa nói vừa đùa giỡn, bị Ái Thư đẩy ra nói. Còn lòng dạ đâu mà vui với thú, năm hôm nữa là em về nhà người ta rồi, anh phải nghĩ cách ngay rồi sáng mai sang nói với em đi. Quả nhiên Tử Minh ra về chẳng còn lòng dạ đâu mà ăn với uống nữa. Trong thư phòng nhỏ sau vườn, anh ta hết đứng lại ngồi, muốn tìm ra một kế nào đó. Bỗng thấy người vú nuôi tên là Vương Tĩnh Nương bế đứa con nhỏ của mình vào vườn để chơi và bón cơm cho nó. Chị vú nuôi tuy mặt mũi xấu nhưng thân hình thon thả, không khác Ái Thư là mấy. Chỉ có đôi chân nhỏ nhắn xinh đẹp. Tử Minh trông thấy chị vú nuôi liền nghĩ. Con nhỏ này hàng ngày ta cứ tìm mày, sao hôm nay mày lại lân la đến đây? Ta đã để ý đến cả bọn gia nhân, A Hoàn rồi. Hôm nay mày lại dẫn xác đến thăm ta, lại còn đến để khiêu khích cả vợ ta. Ta dùng nó chăng? Kế đã định, Tử Minh tới ngay nhà Ái Thư. Hai người rất vui ôn lại những chuyện đã qua rồi trở về. Đến ngày cưới, Tử Minh tới tiễn Ái Thư lên kiệu hoa. Giản Thắng vì lấy vợ kế nên cũng không mời thân thích quyến thuộc. Đến tối kể ra việc ấy thì cả hai người đều thông thuộc. Chỉ có điều Ái Thư sợ rằng Giản Thắng phát hiện ra mình đã ăn trái cấm nên cố làm ra vẻ ta đây. Giản Thắng sán đến, mặt đỏ bừng, đầu nghiền cao, ngấm ngầm tránh mặt đi, cứ ngồi lì bên ngọn đèn không muốn đi ngủ. Giản Thắng giục mấy lần cô mới nói, anh cứ ngủ trước đi. Vào trống canh hai, Giản Thắng chằn trọc trên giường thò đầu nhìn ra, vẫn không thấy động tĩnh gì. Lát sau lại nhìn ra, Ái Thư vẫn để nguyên quần áo như thế, ngồi tựa vào bàn. Giản Thắng nói, cô Ái, đêm đã khuya rồi, cô cũng mệt, đi ngủ thôi. Xong Ái Thư vẫn không chịu ngủ. Giản Thắng bèn bế cô lên giường, rồi nói, đừng ngại, người khác thì không biết nương nhẹ, xong anh thì đã biết rồi, lẽ nào anh không biết chừng mực. Thế rồi Giản Thắng cởi áo cho cô, sờ sờ nắn nắn. Lại một canh nữa trôi qua, Giản Thắng đã cởi được dây lưng, cởi được 7-8 chiếc cúc, xong cô cứ giữ chằng chằng không cho cởi. Sốt ruột, Giản Thắng hứng tỉnh lên tới cao độ, rứt tung cả dải áo của Ái Thư, thì cô nói, đang bị hành kinh, sao không nói với tôi từ sớm, để tôi phải phí công. Thế rồi anh ta chỉ ôm lấy cô, đùa giỡn khăn một lúc rồi đi ngủ. Đến ngày thứ ba là ngày lại mặt, chàng rể mới đến chào bố mẹ vợ. Trong nhà có một thằng nhỏ tên là Phát Tài, Ái Thư mới nói, hôm nay làm chàng rể mới phải mang nó đi hầu cho đàng hoàng chứ. Nhà không có ai cơm nước hầu hạ em, Giản Thắng nói. Không ngại, một vợ một chồng chẳng phải lo gì, hôm nay em tự làm lấy. Thấy thế Giản Thắng rất vui. Đi ra khỏi nhà một lúc lâu, thấy có một gia nhân gánh hai quả đường lễ tới, theo sau là một người đàn bà. Ái Thư cũng không quen biết, thấy nói là nhà họ Từ, sai người mang lễ tới mừng. Ái Thư hớn hở vội mang rượu và thức nhắm ra tiếp đái. Người vú nuôi ấy nói, dạ thưa cô, tôi cũng gần đây thôi, tôi sẽ tới chơi luôn, cô đừng bày vẽ làm gì. Ái Thư bèn kéo cô lại cùng ngồi, tự rót rượu mời cô. Gia nhân đứng bên ngoài chính là Từ Báo, một kẻ hết sức ngang ngược. Ái Thư cũng rót rượu cho hắn uống. Uống được một lát thì cô vú nuôi lấy lễ vật ra, rồi lại được Ái Thư hết lòng mời mọc, nên người vú nuôi ăn uống thoải mái, chẳng mấy chốc đã say mê man chẳng biết trời đất là gì. Từ Báo vội vàng chạy vào nói, để ta làm việc này. Hắn cởi quần áo của người vú nuôi ra và bảo Ái Thư cởi ngay quần áo của mình mặc vào cho cô ta. Mọi việc xong xuôi, người vú nuôi vẫn cứ say mê mệt, gáy gỗ khò khò, mặc cho hai người vần đi vần lại.
sợ để lại dấu vết sẽ bị phát hiện. Từ báo bảo Ái Thư thu dọn hết những đồ thức ăn uống trên bàn, những lễ vật mang tới và tất cả quần áo cũ của vú nuôi bỏ vào trong quả. Sau đó hắn cắt đầu người vú nuôi bỏ nốt vào chiếc quả. Ái Thư đóng giả người vú nuôi vội vàng đi khỏi cửa. Đúng là gió mưa tầm tã máu còn loang, đỏ tươi chiếc lá đã bay sang. Kỷ Tín mưu thành lừa được Sở, thị phi phân biệt mắt đinh đời. Tử Minh mở cửa sau đón Ái Thư rồi hỏi: có ai biết không? Dạ không ạ. Thế không sợ à? Sợ đến chết đi được, tới bây giờ vẫn còn run đây này. Vào tới vườn sau, Tử Minh hậu thưởng từ báo. Tử Minh sai người mua quan tài bỏ chiếc đầu người vú nuôi vào, rồi thuê người mang đi chôn. Chỉ vì hàng ngày người vú nuôi thường đi hết nhà này đến nhà khác chơi bời, sợ người ta không thấy sẽ sinh nghi. Hơn nữa khi chồng cô ta tới thăm mộ, bèn nói đổ đi rằng cô đã mắc bệnh tim rồi chết. Sau đó Tử Minh thuê một chiếc kiệu đến ngay nhà họ Bách. Giản Thắng đang định ra về thì Tử Minh nói: chú Giản ơi, trước đây là hàng xóm láng giềng nhưng nay đã là người thân, sao không để tôi mời thêm một chén? Thế rồi Tử Minh kéo Giản Thắng lại uống rượu mãi, sau đó nói: thôi thôi, tối còn có việc, em uống say quá chú lại trách tôi, mà ngay cả em tôi nó cũng trách. Mọi người cười ồ lên rồi tiễn nhau ra về. Giản Thắng cùng với đứa ở về nhà, trên đường vừa nghĩ: uống say rồi, có lẽ hôm nay vẫn còn hành kinh lắm. Rồi cứ thế ngẩn ngơ đi, tới nhà Giản Thắng nói: cô Ái ơi, tôi về đây. Mẹ dặn cô cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi gì. Vừa vào đến nhà thì thấy một xác chết không đầu. Giản Thắng mới giật mình kêu toáng lên: Ai chết đây? Gọi cô Ái chẳng thấy thưa, tìm cũng không thấy đâu. Nhìn kỹ thì thấy đúng quần áo Ái Thư mặc. Giản Thắng mới sống với cô vài ba ngày nên cũng không nhận ra, bèn gào lên khóc: ôi Ái Thư ơi! Rồi nói: kẻ cướp độc ác nào giết vợ tôi rồi, một người đẹp như hoa cúc thế này. Giản Thắng gào lên kêu trời kêu đất. Những người láng giềng hỏi thì Phát Tài nói: ôi trời ơi, không biết kẻ nào giết chết bà chủ tôi rồi. Mọi người bước vào thấy Giản Thắng cứ nhìn thấy cái xác không đầu khóc. Họ mới hỏi: đây có phải vợ anh không? Sao lại không, mặc áo thì hoàn toàn là áo vợ tôi, chỉ có điều không có đầu. Thật là kỳ lạ, mọi người nói. Thế rồi họ bảo nhau đi tìm, xong vẫn không thấy đầu đâu. Mọi người mới nói: việc này phải cho người đến báo nha nhà họ Bách. Giản Thắng bèn sai Phát Tài đi báo. Bách Thanh Giang uống rượu say, Lam Thị cũng đang ngủ. Thấy tiếng gõ cửa, Lam Thị mới hỏi, nghe đó là Phát Tài. Nghe tin dữ, Lam Thị òa lên khóc, gọi Bách Thanh Giang dậy. Thanh Giang mới nói: con gái lớn thì phải gả chồng, bây giờ nó đang vui thú với nhau, còn khóc lóc cái nỗi gì. Trời ơi, ông lại say rồi, con gái ông chết rồi. Nó sao mà chết? Có người đến báo đây này. Lúc ấy Bách Thanh Giang mới cập cập ngồi dậy rồi nói: có chuyện ấy à, đi ngay. Thanh Giang chẳng kịp khăn mũ, khóa trái cửa rồi kéo Lam Thị đến ngay nhà Giản Thắng. Cũng chỉ nhận thấy quần áo ấy là của con mình rồi khóc giống lên. Hỏi thản Giản Thắng để đòi đầu thì Giản Thắng nói: tôi vừa ở nhà ông về, tôi cũng có biết gì đâu. Lẽ nào nhà anh không có ai ở nhà? Thanh Giang hỏi. Quả thực không có ai ở nhà. Ta gả cho ngươi một người nguyên vẹn thì ngươi cũng phải trả lại cho ta một người nguyên vẹn chứ. Ta hỏi ngươi lại sao bỗng dưng vô cớ lại xảy ra thế này? Giản Thắng hỏi những người láng giềng: các ông các bà có thấy ai vào nhà tôi không? Chúng tôi đều đi làm cả nên không ai biết đâu. Thấy không có ai biết được đầu mối, mọi người nói: vậy thì chỉ có bọn cướp thôi. Nhưng mà cũng kỳ lạ, nó lấy mỗi cái đầu mà chẳng lấy của cải gì à? Đoán giả đoán non mãi không ra. Qua đến một đêm, tới sáng hôm sau tất cả họ mới kéo nhau lên báo quan huyện. Chi huyện nếu lấy khẩu cung tại nhà, một bên là gả chồng cho con nên không còn liên quan, một bên thì chồng ở nhà bố vợ vừa về, trộm cướp lại không lấy của, kẻ gian cũng không còn tông tích. Chi huyện vội vàng mời Tông Tứ Nha tới để bàn bạc thì Tứ Nha nói:
chờ kẻ hậu sinh này đi khám nghiệm sẽ rõ. Chi huyện bèn ủy quyền cho tứ nha tới đó xem. Trước hết ông gọi lý trưởng lại nói rằng ở địa phương xảy ra án mạng, sao không báo cho nha môn biết. Thế rồi ông đánh lý trưởng 10 tay thước để thị uy, sau đó lại hỏi: vụ án này rất kỳ lạ, song chúng phải đền mạng chứ không thoát được. Theo ta nếu không có duyên cớ gì thì kẻ nào dám làm thế? Nhất định là cô dâu mới làm bộ làm tịch không chịu theo chồng, lại động tới Giản Thắng, một gã say, nên có thể anh ta giết đi. Hoặc cũng có thể vợ chồng Bách Mậu dung túng cho con gái gian dâm, nay thì gian phu đã nổi máu ghen mà giết đi. Tại sao chức trách địa phương lại không biết? Cũng có thể xóm giềng thấy anh ta sắm sửa đầy đủ để cưới vợ mà rủ nhau giết người cướp của. Bây giờ ta hãy đưa lý trưởng tới nha môn ra vào ngục, ngày mai cùng xét hỏi với hai nhà kia. Bách Mậu và Giản Thắng nhờ hai người hàng xóm đến nói dùm. Quan xét xử mới nói: nếu luận tội thì cả hai đều là trọng phạm, song đã đến đây nghe ta phân giải thì ta cho rằng hai vợ chồng Bách Mậu có nhẹ tay hơn, song phải có người bảo lãnh. Mấy người láng giềng và lý trưởng cũng lo đút lót cho quan để được tha về. Ngày hôm sau giải lên công đường, quan huyện nói: ta nghĩ rằng vợ chồng Bách Mậu không có liên quan đến việc này, còn hai người hàng xóm chẳng lẽ bỗng dưng lại giết chết người. Vậy việc này chỉ do Giản Thắng mà thôi. Nói xong quan sai người kẹp Giản Thắng. Giản Thắng không chịu được đành phải khai bừa: dạ bẩm quan, do con say và giết vợ. Vậy đầu ngươi vứt ở đâu? Dạ con vứt xuống sông ạ, không biết chỗ nào. Quan huyện đánh 20 gậy mới giam vào ngục, viết cáo trạng chỉnh lên quan trên như sau: Giản Thắng mới cưới vợ được 3 ngày, chẳng có thù oán gì, chỉ vì say rượu mà giết vợ rồi vứt đầu đi, thật là thê thảm. Theo luật vô cớ mà giết vợ phải đền mạng. Hai tên láng giềng là Bính và Khôi trông thấy mà không cứu cũng phải đánh để trừng phạt. Kết tội xong rồi cho giải những người này lên trên quan. Thạch sứ chính giải quyết việc này, ông bác lại: Giản Thắng mới lấy vợ được 3 ngày, sự yêu hay ghét chưa sâu sắc, lại khai là say rượu mà giết. Làm gì mà say đến mức điên loạn mà giết người được? Đầu không tìm thấy, và ngay cả người làm chứng cũng không có, nên khó mà kết án được. Vậy kính mong quan hình sảnh giải quyết. Quan hình sảnh họ Phủ nói: bọn hiếu liêm này thật là nhiễu sự, hắn đã khai vứt đầu xuống sông thì tìm làm sao được, mà hắn giết người ngay tại nhà thì ai mà trông thấy. Gọi Giản Thắng lại xét hỏi, Thắng vẫn khai như thế. Thì quan nói: giết người là do Giản Thắng khai ra, không có ai qua lại thì đổ bừa cho Bính Khôi, Vinh Hiển trông thấy, coi đó là chứng cớ giết hắn vậy. Tuy vứt đầu xuống sông thì dòng sông mênh mang biết đâu là chứng tích, đấy chẳng phải là chỗ hắn thoái thác sao? Thế rồi lại giải lên trên, Thạch Nghiêm Sử lại không vừa lòng nói: sự kiện không mắc oan sai mới tốt, nếu xử oan thì người sống ôm hận, mà mối thù của người chết cũng không tan. Rốt cục cả người sống và người chết đều thù oán, việc này ta phải đích thân xét xử. Nay tạm giam phạm nhân vào ngục đã. Thế rồi ông tắm gội sạch sẽ, đến miếu Thành Hoàng thắp hương khấn rằng: thần nắm pháp luật của một tỉnh, thần nhờ ơn thánh thượng hưởng lộc một vùng, minh oan rửa hận. Âm dương tuy u minh cách trở, song tấm lòng không phân biệt u minh. Nếu Bách Thị mắc oan, Giản Thắng ôm hận, ấy là tội của thần, mà đó cũng là nỗi xấu hổ của Thành Hoàng. Hãy hiển linh để làm rõ sự oan này. Thạch Liêm Sử mới đốt tờ sớ gửi xuống cho Thành Hoàng. Đến đêm ngồi trong công đường, Thạch Liêm Sử mới thấy chữ mạch. Khi tỉnh dậy ông nghĩ: chữ mạch có hai chữ nhân là người, chắc rằng hai người chết. Ông cứ chăn trở suy nghĩ mãi mà không ra. Tự nhiên ông nảy ra một kế, tỏ rõ nỗi thương xót để xét xử vụ án này. Người ta đột nhau rằng Thạch Liêm Sử sẽ xét xử trực tiếp vụ án. Không ngờ mãi đến canh hai hôm ấy ông mới lên công đường. Những người đi xem sự kiện chờ lâu quá đều bỏ về hết. Thạch Liêm Sử lần lượt hỏi từng người một thì Giản Thắng nói: quả thực là oan con quá. Hôm ấy con uống rượu ở nhà bố vợ, con hoàn toàn không giết người. Ông lại gọi Phát Tài tới dọa nạt, song nó vẫn nói như thế. Thạch Liêm Sử bèn gọi hai say nha tới rồi dặn kín rằng: xem bên ngoài có người nào thì bắt đưa vào đấy. Sai nhà mới ra ngoài, thấy một thằng nhỏ bèn lôi ngay vào, thì quan hỏi:
Người là người nhà ai mà dám tới đây nhòm ngó? Thì thằng nhỏ mới run sợ một lúc lâu, vẫn không cất nên lời. Mãi sau nó mới nói: là người nhà họ Tư. Vậy chủ ngươi tên là gì? Dạ thưa ngài, tên là Từ Minh ạ. Thạch Liêm Sử mới viết hai chữ Tử Minh lên giấy, thì quả là có chữ Nhân đứng ghép với chữ Tịch. Ông mới nghi ngay hỏi: gia chủ ngươi có ai là người thân thích? Ông ấy là cháu ngoại ông già Bách ạ. Thạch Liêm Sử nghĩ: chẳng phải hắn đã gian dâm với con gái của Bách Mậu sao? Trách nào cô ta đi lấy chồng, hắn đã giết cô. Thế rồi ông tha thằng nhỏ ấy, đến hôm khác sẽ xét xử tiếp. Người đứng bên ngoài cười ồ lên rồi nói rằng: ngài Thạch giỏi thế mà cũng chẳng tìm ra được đầu mối. Cách đó có một hôm, ông lại gọi hai sai nha tới dặn: các người bí mật tới thăm dò hai nhà hàng xóm ở sát vách nhà họ Từ và bí mật đưa họ về đây. Quả nhiên hai người đi thăm dò việc cưới xin, đến trước cửa nhà họ Từ, hỏi Tạ Đông Sơn, người làm nghề bán giày ở bên trái nhà họ Từ, và một người tên là Cao Đông Pha làm nghề chép khăn. Họ lừa hai người này ra cửa rồi nói: dạ ngài Thạch mời ông. Hai người ra sức giãy giụa nhưng sai nha nào có buông. Tới công đường, Thạch Liêm Sử khẽ gọi Tạ Đông Sơn vào hỏi: việc ngày 11 tháng 3 của nhà Từ Minh ngươi có biết không? Dạ thưa ngài con không biết ạ. Thế hôm ấy nhà Từ Minh làm gì? Dạ có làm gì đâu ạ. Người hãy suy nghĩ kỹ đi. Dạ thưa ngài. Lát sau Tạ Đông Sơn nói: ngày 11 tháng 3 nhà ông ấy chết người vú nuôi ạ. Thế ai là người khâm liệm và đưa đi chôn? Dạ là Lô Lân, người khám nghiệm tử thi ạ. Thạch Liêm Sử lập tức sai người gọi nhân viên khám nghiệm tử thi Lô Lân tới ngay công đường chờ khám nghiệm thi thể của Bách Thị. Thạch Liêm Sử gọi Lô Lân vào hỏi: người chôn thi thể người vú nuôi nhà họ Từ ở đâu? Dạ tại nghĩa địa ngoại thành ạ. Thế người nhập liệm à? Dạ thưa ngài không phải con ạ, con chỉ đi kiêng thôi. Thế thấy có gì lạ không? Dạ thấy nhẹ lắm ạ. Thạch Liêm Sử bèn lên ngay kiệu, đem theo người khám nghiệm tới nghĩa địa, bảo Lô Lân đi xác nhận ngôi mộ ấy. Sau đó Thạch Liêm Sử hỏi lại: thế có đúng là nhẹ không? Dạ đúng thế mà. Thế thì đào ngay lên. Quả là khi đào lên chỉ thấy một chiếc đầu lâu lăn lông lốc. Thạch Liêm Sử ra lệnh bắt ngay Tử Minh tới. Một mặt sai người gọi Bách Mậu đến nhận chiếc quan tài đầu lâu. Vợ chồng Bách Mậu nhìn thấy quan tài òa lên khóc. Giản Thắng cũng khóc. Ai ngờ lẽ trời sáng tỏ, âm hồn người vú nuôi không tan. Bởi thế chiếc đầu lâu vẫn còn tươi nguyên như cũ. Vợ chồng Bách Mậu khóc hồi lâu rồi lau nước mắt nhìn con: đây không phải đầu con gái tôi đâu. Thật kỳ lạ, Thạch Liêm Sử nói, không đào nhầm quan tài đấy chứ. Ông mới gọi Lô Lân lại hỏi, thì Lô Lân nói: dạ không à, không nhầm được đâu, con nhận đúng chiếc bộ này mà. Vậy cho Tử Minh tới rồi sẽ rõ, Thạch Liêm Sử nói. Khi hai sai nha đến thì đúng là Tử Minh đang giấu ái thư tại thư phòng. Họ cứ cười nói với nhau rằng Giản Thắng vô tội mà chịu khổ, và ngay cả cha cô cũng khóc. Chợt nghe thấy thằng nhỏ vào nói là ngài Thạch cho người tới bắt, Tử Minh mới nghĩ chắc là tại do thằng nhỏ đi nghe ngóng tin tức mà ra đây, có bảo ta đút lót cũng vô tăng chứng. Rồi ái thư nói: thế có chắc chắn là vô tăng chứng không? Tử Minh mới cười đáp: mưu mẹo ta như tần thánh, có trời mà biết được. Vậy ngài biết sao được? Thế rồi Tử Minh đường hoàng bước ra. Không ngờ hai người sai nha không giải hắn về án sát ti mà lại dẫn ra nghĩa địa. Bách Mậu Giản Thắng đang đứng trước chiếc quan tài đã bật nắp. Tử Minh mới giật mình nghĩ: chết rồi, sao lại xảy ra chuyện này? Người ta mới giải Tử Minh đến trước mặt Thạch Liêm Sử thì ông nói: à, thằng Tử Minh chó chết này, mau khai ra hái mạng người này. Tử Minh mới nói: dạ vào tháng 3 người vú nuôi nhà con bị ốm chết, là người còn nguyên vẹn chứ làm sao chỉ có đầu không. Đây là người nhà khác rồi. Đây là cố quan tài bằng gỗ tùng, có 3 mảnh ghép. Tô Lâm nói: đúng là khiêng từ nhà anh ra. Hôm ấy tôi bảo anh đánh dấu vào, anh bảo không cần. Tôi sợ người nhà họ đến tìm sẽ gặp khó khăn, nên tôi đã vạch 3 chữ Vương Tĩnh Nương trên quan tài.
Rất may gió mưa như thế mà vẫn còn nét chữ đây này. Thạch Liêm Sử mới cho giải về nha môn. Tới nơi ông cho người kẹp Tử Minh. Không chịu nổi, Tử Minh đành phải khai. Vì muốn gian dâm với người vú nuôi, nhưng người ấy không chịu, bởi thế căm giận mà giết đi. Thạch Liêm Sử mới nói: vậy thì xác người đâu? Dạ, con trai gia nhân là Từ Báo mang đi chôn ạ. Từ Báo luôn luôn thấy Vương Tĩnh Nương hiện hồn về, sợ hãi quá rồi đổ bệnh chết ạ. Hiện nay không biết chôn ở đâu. Thạch Liêm Sử mới nghĩ: nếu đã chôn sao không chôn toàn thây? Tại sao cất đầu rời ra? Chôn đầu mình một nơi, rồi mình một nơi. Nhất định đây là người nhà giản thắng. Phải tiếp tục kẹp, bắt khai ra Bách Thị ở đâu. Chưa chừng biết hắn giết cả hai nhân mạng. Thế rồi bị kẹp tiếp, Tử Minh buộc phải khai. Dạ, con muốn thông dâm với Bách Thị ạ. Con muốn lấy cô làm vợ, nhưng Bách Mậu không gả, mà lại gả cho giản thắng. Sợ bị lộ nên nhân lúc cô về nhà chồng, con mới vờ cho vú nuôi đến mừng, và sai đứa ở là Từ Báo giết chết Vương Tĩnh Nương, rồi mặc quần áo của Bách Thị cho Tĩnh Nương. Sau đó đón Bách Thị về nhà. Vì sợ mặt Tĩnh Nương không giống Bách Thị nên đã cắt đầu mang về. Lại sợ người nhà Vương Thị cho nên đầu vào quan tài khâm liệm rồi mang đi chôn để che giấu. Hiện Bách Thị đang ở tại thư phòng nhà con. Thạch Liêm Sử sai người đi bắt Bách Thị về hỏi cung. Bách Thị khai khớp với lời khai của Tử Minh. Thạch Liêm Sử mới cầm bút phán quyết. Tử Minh là tên gian ngoan quỷ quái, ác độc như rắn rết, đã gian dâm với Bách Thị và dùng mưu kế xảo quyệt giết người cướp vợ Kỷ Tín lừa sở mà người vô tội bị giết. Phùng Đình vu oan giá họa cho người vô tội mà chịu oan. Luật tuy khoan dung, song việc giết người là rất hệ trọng. Nay quyết định Tử Minh phải bỏ ra 40 lạng bạc để bồi thường lễ cưới cho giản thắng. Bách Mậu lơ là không ngăn ngừa, Lam Thị đồng tình với việc bán dâm đều phải đánh bằng gậy. Bách Thị tuy không can dự vào mưu trước của Tử Minh, song phản bội chồng trốn đi thì đáng ra phải bán cho nhà quan. Từ Báo nghe nói đã chết cho nên không truy cứu, những người khác tha cho về. Tuyên án xong, Nọc Tử Ninh đánh 40 gậy. Sau đó ông nói: Bách Thị, hôm ấy ngươi biết người ta giết người tại nhà mà không ngăn trở, vốn phải ghép ngươi vào tội mưu sát mới đúng. Song ngươi là đàn bà không hiểu pháp luật, tội ấy đều khép cho Tử Minh. Song chưa chồng mà đã thông dâm, khi lấy chồng thì phản bội chồng bỏ trốn, quả thực vô cùng độc ác, đánh 25 gậy. Còn Bách Mậu đáng đánh, bởi ngươi là chủ nhà bất chính. Còn có thể là do ngươi không biết được sự thực, đã kết tội, xong ta miễn đánh. Lam Thị mới buông thả cho con gái gian dâm với Tử Minh, gây thành mầm họa, đánh 15 gậy. Từ Báo gây nên án mạng xong đã chết vào ngày 19 tháng 5 nên không truy cứu. Lô Lân khiêng xác đi vốn không biết rõ. Hai nhà láng giềng Bính và Khôi không biết sự việc ấy, không đến cứu, xong cũng chịu liên lụy nhiều, cũng không đáng khép tội. E rằng trong đó vẫn chưa điều tra hết sự thực, vậy dám mong Phủ Lâm Giang xem xét kỹ. Phủ Lâm Giang xét thấy Thạch Liêm Sử đã phán xét kỹ và lập bản án gửi lên phủ. Quan phủ hết sức khen ngợi rằng: đại nhân đã sáng suốt, phán xử rõ ràng. Sau đó Tử Minh bị giải tới tư giải viện. Cấp trên cho rằng việc làm của Tử Minh quả là độc ác, song chưa đến nỗi hành quyết. Sau đó phải đi đày rồi chết trên đường đi. Cả tỉnh Giang Tây đều khen Thạch Liêm Sử là người sáng suốt. Qua vụ án này, chúng ta có thể thấy Thạch Liêm Sử vẫn chưa nghiên cứu giải quyết tới cùng. Vương Tĩnh Nương chết oan chưa được minh oan, giản thắng vẫn phải đền mạng. Nỗi oan ấy chưa rửa được. Tử Minh hoan lạc với vợ người, há chẳng đáng cho pháp luật trừng trị sao? Còn như Bách Mậu là kẻ nát rượu, Lam Thị là kẻ lười nhác, rốt cục làm cho gia phong bại hoại. Tử Minh hiếu sắc, không bảo toàn được tính mệnh. Ái thư thất thân đến nỗi chịu nhục nhã, tất cả đều là những kẻ xấu xa. Điều ấy khiến cho người đời lấy làm bài học cảnh giác. Chỉ có giản thắng bỗng dưng bị tai họa, tuy bị liên lụy nhưng anh không có tội.